Chào mừng anh chị và con đến với kênh YouTube BMBT. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn mô hình trồng cây cho thu nhập hàng ngày. Đây là mô hình mà khá phù hợp cho những anh chị chúng ta kiểu như có tuổi rồi, thích công việc nó nhẹ nhàng một tí xíu, không cần thu nhập một lúc số tiền lớn, mà có thể là thu nhập lai rai hàng ngày. Công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình cũng như là phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình. Thì có rất nhiều loại mô hình. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho chúng ta mô hình trồng chuối kết hợp xen canh với rau. Chuối thì chúng ta đã bắt gặp trồng chuối cái mô, chuối già khá là nhiều rồi. Tuy nhiên mô hình này em muốn giới thiệu đến quý anh chị và con, đây là mô hình trồng chuối ngự nha, chuối ngự ăn sống. Mô hình này thì cơ bản thì sẽ cung cấp nhỏ lẻ cho các chợ. Nếu mà chúng ta trồng quy mô nhiều, từ vài công trở lên á, thì chuối chúng ta có thể để già hơn một tí xíu thì chúng ta có thể bán cho các lò sấy. Giá hiện tại các lò sấy mua thì đâu đó khoảng tầm 5.000 đồng trên một ký. Thì với cái giá này thì khá là ổn định với anh chị. Còn nếu mà chúng ta bán chuối sống á, thì tham khảo ở mô hình này thì em giới thiệu cho anh chị là 500 đồng trên một quả, cũng tùy theo chợ nữa nha. Cái giá này hồi mấy năm về trước rồi, hiện tại bây giờ có thể chúng ta bán là có thể là 2 quả 1.500 hoặc là 1.000 đồng một trái, tùy vào nơi chúng ta với lại nơi chúng ta phân phối cái mức sống như thế nào. Thì mình kể trung bình là 500 đồng một quả đi, còn chuối sấy là 5.000 đồng một ký. Nếu mà theo cái giá này là chuối sấy ngon hơn nha. Chuối sấy thì người ta sẽ thu mua từng đợt, chúng ta cứ để già hơn so với chúng ta chặt chuối sống bán nha, bán ngoài chợ thì nó sẽ non hơn. Thì mô hình này khá là phù hợp cho những anh chị chúng ta kiểu như thích làm vườn nhàn, cũng không có chịu nắng nhiều á. Đây là những cây chuối mà giai đoạn đầu thôi, còn nếu mà để cho nó ra buồng rồi đấy thì nó sẽ to hơn rất là nhiều, và chúng ta vào đây chăm sóc khá là mát nha, cực kỳ mát luôn. Khi chúng ta nó lớn rồi thì chúng ta tận dụng cái bóng mát đó đấy, có nắng có mát thì chúng ta trồng rau cũng khá là tốt nha. Ví dụ như là rau má nè, rau dấp cá, rau thơm cũng được, đặc biệt rau dấp cá nha, nó cũng ưa bóng mát lắm. Thì mô hình đây thì em giới thiệu chính chúng ta trồng xen canh là rau má nha. Thì rau má thì hiện tại thì giá cũng khá là cao, rau má đồng á. Tuy nhiên thì đổi lại thì khả năng chăm sóc của nó thì nó khó. Với lại nó có chu kỳ, khoảng vài tháng là nó tầm gần năm, trên 6 tháng là sẽ rụi và nó sẽ lên lại. Với lại chúng ta phải quản lý cỏ cho nó hợp lý. Rau má thì cũng trồng quy mô nhiều thì chúng ta phải ký kết hợp đồng với các cơ sở địa phương mình, hoặc là bán chợ cũng được luôn. Nếu mà nhiều thì chúng ta có thể liên kết với các quán bên ngoài. Cảm ơn chị và con đã theo dõi. Nếu clip này hay và hữu ích thì đừng quên cho một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.